Một vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp khiến cả ba mẹ con chết thảm, dù lực lượng tại chỗ đã rất tích cực chữa cháy cứu người. Vốn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn, khảo sát và rà phá bom mìn vật liệu nổ tại các địa phương. Tôi chọn Đồng Hới làm ngôi nhà cuối cùng của mình. Một nhiếp ảnh gia Canada đã lựa chọn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để ở lại trọn đời bởi các trải nghiệm chưa từng có trong đời về thành trí và con người nơi đây. Vâng, thưa quý vị, thật tuyệt vời khi một nữ nhiếp ảnh gia đến từ Canada đã chọn Quảng Bình, Việt Nam để ở lại trọn đời vì những ấn tượng về cảnh đẹp và người dân thân thiện mà bà cảm nhận từ tận đáy lòng. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay, cùng với đó là những tin tức trong nước và thế giới liên tục được cập nhật. Chào mừng quý vị đến với chương trình 24h.tv phát sóng vào khung giờ 18h40 hàng ngày trên kênh QBTV. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với những thông tin về an ninh trật tự trong mục 24h.tv. Một đám cháy rừng dưới đường điện 500 kV mạch 3 vừa được công nhân truyền tải điện Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng khống chế thành công. Khoảng 19 giờ 10 phút ngày 12 tháng 7, cán bộ công nhân truyền tải điện Quảng Bình phát hiện có đám cháy rừng xảy ra gần hành lang tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Vũng Áng ở khu vực đèo ngang xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Ngay sau đó, công ty truyền tải điện 2 đã huy động công nhân các đơn vị trực thuộc đang thi công công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Vũng Áng và cán bộ công nhân ngành điện trên địa bàn tham gia dập lửa chữa cháy rừng. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Một vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra ở thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, Hà Giang đã đè bẹp một nhà kho, một nhà dân cũng bị sạt lở. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 14 tháng 7 tại khu vực tổ 1 thị trấn Cốc Bài thuộc đường tỉnh lộ 177. Vào thời gian trên, đất đá từ ta luy cao khoảng 15 mét bị sạt lở xuống, đè bẹp một nhà kho chứa vật liệu xây dựng. Phía trên ta luy là một nhà dân xây kiên cố cũng bị ảnh hưởng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Trước đó, một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 13 tháng 7 tại km 11 quốc lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, khiến 11 người chết, 4 người bị thương. Một vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khiến cả ba mẹ con chết thảm dù lực lượng tại chỗ đã rất tích cực chữa cháy, cứu người. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 7, người dân sống trong hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm bốc cháy dữ dội nên hô hoán kêu cứu. Tuy nhiên, lửa quá lớn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, phát hiện ba người tử vong. Thông tin ban đầu xác định là ba mẹ con. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, Võ Trung Hiếu trú tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô phân khối lớn đi trên tuyến quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Huyền trú tại tỉnh Bình Phước điều khiển chở theo con gái 9 tuổi. Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ, Hiếu bị thương nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, sau khi nhận tin báo cửu nạn cửu hộ kẹt thang máy tại một nhà hàng ở phường 9, quận 5, Công an quận 5 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau gần 35 phút thực hiện công tác cửu nạn cửu hộ, đã đưa chỉ người bị mắc kẹt ra khỏi thang máy an toàn. Cảnh sát Italy vừa cho biết đã giải cứu 33 người Ấn Độ thoát khỏi điều kiện làm việc như nô lệ tại tỉnh Verona, miền Bắc nước này, đồng thời thu giữ 500.000 euro từ hai đối tượng bị cáo buộc bóc lột. Theo cảnh sát Italy, các đối tượng bị cáo buộc bóc lột cũng là người Ấn Độ, đã chủ mưu tổ chức đưa người Ấn Độ đến Italy theo giấy phép lao động thời vụ, đồng thời yêu cầu mỗi người phải trả 17.000 euro, kèm hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp hơn. Những người được đưa tới Italy làm tại các nông trại mỗi ngày từ 10 đến 12 giờ suốt cả 7 ngày trong tuần. Mỗi giờ họ chỉ nhận được 4 euro. Tuy nhiên trên thực tế họ không nhận được khoản tiền lương nào, thậm chí một số người còn bị ép làm việc không công.
Một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện vận động cử tri của ông Donald Trump, khiến ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa bị thương. Cục điều tra Liên bang Mỹ đã xác định kẻ tình nghi tấn công là một đối tượng 20 tuổi ở bang Pennsylvania. Các nguồn tin tại hiện trường cho biết ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ xác định ông Donald Trump bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đã an toàn. Vụ nổ súng đã khiến một người thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng nổ súng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngay sau đó. Vốn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn, khảo sát và rà phá bom mìn vật liệu nổ tại các địa phương. Tôi chọn Đồng Hới làm ngôi nhà cuối cùng của mình. Một nhiếp ảnh gia Canada đã lựa chọn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để ở lại trọn đời bởi các trải nghiệm chưa từng có trong đời về cảnh trí và con người nơi đây. Chế tối đa khả năng lây lan dịch bệnh gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch trong diện hẹp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các xã nắm vững tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai biện pháp chống dịch, đồng thời thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh hoặc tổ phản ứng nhanh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp bán chay lợn ốm, lợn chết hoặc vứt xác lợn ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 11.700 lao động trên địa bàn tỉnh được giải quyết việc làm, đạt 60,1% kế hoạch năm. Trong đó, có trên 3.600 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 72% kế hoạch năm. Dựa trên nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, hơn 14.000 lượt người được tư vấn về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách việc làm, học nghề, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động. Nhiều hoạt động an sinh xã hội vì sức khỏe cộng đồng đã được tổ chức tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh vào ngày 13 tháng 7. Các hoạt động này do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Trường Đại học Y Hà Nội và Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp thực hiện. Trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ đã thăm khám, điều trị, cấp phát thuốc cho hơn 200 người dân. Ngoài ra còn tư vấn, cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh ở người cao tuổi. Các đơn vị cũng đã phối hợp trao tặng 30 suất quà, thuốc miễn phí với tổng trị giá gần 100 triệu đồng đến với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các em học sinh nghèo vượt khó. Vốn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn, khảo sát và rà phá bom mìn vật liệu nổ tại các địa phương. Sống trên vùng đất trước đây được xem là túi bom đạn thời chiến tranh, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xã Cường Lõng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình luôn đối mặt với nguy hiểm khi nhiều lần tiếp xúc với vật liệu nổ. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức MAT, đến nay gia đình ông yên tâm sinh sống và sản xuất trên mảnh đất của mình. Trước là về ở là bom mìn là bom nhiều, đấy, nhưng mà có từ khi bắt đầu là có cái đơn vị MAT nó về họ về làm xử lý bom mìn thì gia đình có phát hiện là một hai quả là bảo vệ MAT và họ về xử lý xong, sau đó là họ mới xử lý đồng bộ ra soát kỹ. Từ khi có MAT về làm đến giờ là nói chung là người dân và gia đình tôi là nói riêng người dân đấy nói chung là yên tâm. Hàng ngày chúng tôi luôn luôn có mặt từ trên cả các khu vực mà đất người dân đang canh tác thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái loại phương tiện máy ra do tìm để xử lý toàn bộ các vật liệu nổ còn sót lại cái sau chiến tranh. Người dân khi mà chúng tôi đã ra phá xong thì những mảnh đất đã an toàn để bàn giao lại cho người dân và người dân rất là hài lòng và rất là yên tâm để canh tác sản xuất trên mảnh đất của chính mình. Sau hơn 20 năm hoạt động, dự án MAT tại Quảng Bình đã phát hiện và hủy nổ thành công hơn 147.000 vật liệu nổ các loại và thực hiện 1.755 cuộc truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Những hoạt động của MAT được người dân và chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần giảm thiểu nguy cơ về tai nạn bom mìn.
Các hoạt động của tổ chức MAC tại tỉnh Quảng Bình đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân về tai nạn bom mìn, giảm thiểu đáng kể số lượng về tai nạn bom mìn trên địa bàn tỉnh, làm sạch đất đai để phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tổ chức MAC tiếp tục triển khai dự án tại Quảng Bình với kinh phí hơn 16,25 triệu USD. Hy vọng rằng những nỗ lực của hệ thống chính trị và các tổ chức chính quyền sẽ nhanh chóng xử lý ô nhiễm bom mìn, làm sạch đất đai, giúp người dân yên tâm sinh hoạt và sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đã khép lại với đêm thi chung kết mã nhãn và chiến thắng thuộc về đội Phần Lan. Đại diện Trung Quốc đã mở màn cho đêm chung kết DIFF năm 2024 với một màn trình diễn bất ngờ. Nhịp điệu pháo hoa thay đổi liên tục và âm nhạc đột phá kết hợp giữa âm hưởng đậm chất Trung Hoa và nét sôi động của phương Tây. Trong khi đội Phần Lan lại đốt cháy đêm hè Đà Nẵng bằng một màn trình diễn hiện đại sôi động trên nền những ca khúc và bản nhạc phim Âu Mỹ lừng danh và kỹ thuật bắn pháo đỉnh cao cả trên trời và dưới nước. Với màn thể hiện xuất sắc, đội Phần Lan đã giành giải quán quân với phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ. Đội Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, lễ hội sen Hà Nội năm 2024 đang diễn ra tại không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị của hoa sen trong sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô ngàn năm văn hiến. Diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 7, lễ hội sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc chính thức diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là sự kiện Ngày hội đạp xe hành trình xanh sắc sen Tây Hồ với sự tham gia của 7.000 người đạp xe quanh Hồ Tây với các giá trị đặc trưng gắn liền với thủ đô. Hoa sen đang được tập trung phát triển như một phần trong chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp đô thị du lịch Hà Nội. Lễ hội Vin Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ vừa được khai mạc tại quảng trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động chính của lễ hội là chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái với sự góp mặt của 4 đội đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Lễ hội Vin Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 không chỉ là một sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm cỡ quốc tế mà còn là dịp để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Nha Trang, là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, phát triển và giàu bản sắc. Thưa quý vị, một nhiếp ảnh gia Canada đã lựa chọn thành phố đồng hới Quảng Bình để ở lại trọn đời bởi các trải nghiệm chưa từng có về cảnh trí con người nơi đây. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị qua phóng sự ngắn sau đây. Ở tuổi 69, nhiếp ảnh gia Suzanne Lejeune từ Canada đã chọn thành phố đồng hới làm điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình. Thành phố bên dòng sông Nhật Lệ với vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng đã giữ chân bà ở lại. Sinh ra tại Quebec, Canada, bà Suzanne tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ nghệ thuật nhiếp ảnh. Với tài năng của mình, bà đã làm việc cho nhiều tạp chí danh tiếng ở Mỹ, New Zealand và Canada. Giành nhiều giải thưởng danh giá, năm 2018, sau những mất mát lớn, bà quyết định du lịch Đông Nam Á để tìm lại bình yên. Khi đến Việt Nam và khám phá đồng hới, cảnh đẹp và con người nơi đây đã khiến bà say đắm. Đứng trước biển Nhật Lệ xanh ngắt, bà quyết định trở về Canada, bán tài sản để xin visa sống ở đồng hới đến cuối đời. Tôi chọn gắn bó ở đồng hới vì tôi yêu biển, yêu cảnh quan và con người nơi đây. For the rest of my life, and I'm so lucky that I found it. Bây giờ mỗi sáng, bà Suzanne thỏa thích ngắm bình minh trên biển, nấu ăn, dạo quanh thành phố, trò chuyện với người dân địa phương và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nơi đây bà sống trọn vẹn với niềm đam mê và sự bình yên tuổi già. Tôi hiểu đồng hồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta luôn cảm thấy thật tự hào khi những người bạn quốc tế dành tình cảm yêu quý, trân trọng đối với con người và cảnh sắc Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Bình yêu dấu nói riêng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình 24 giờ TV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.